Tâm lý học có lẽ là một ngành nghề không mới, nhưng lại đang dần chiếm sự quan tâm của người Việt Nam trong bối cảnh sức khỏe tinh thần càng ngày càng được chú trọng, đặc biệt là sau những đợt bùng nổ của đại dịch Covid-19. Thế nhưng, tuy được chú ý là vậy, song câu hỏi học tâm lý học ra thì làm gì vẫn còn mang đến khá nhiều chần chừ, lưỡng lự cho bất cứ ai đang có ý định theo đuổi ngành nghề này. Đây là một ngành nghề rộng lớn, bởi vậy mà theo tâm sự của tác giả Hà Thi trong bài viết Học tâm lý học ra làm gì được đăng tải trên website Spiderroom thì nhìn lại quyết định lựa chọn ngành học có rất nhiều thứ về ngành mình chưa hình dung hết được. Đại đa số trong các trang thông tin giới thiệu về ngành nghề tâm lý học là các trang tuyển sinh của trường đại học hoặc trung tâm du học. Mình nhìn thấy thông tin cập nhật khá mới và đầy đủ. Tuy nhiên, có thể là vì trang tuyển sinh nên bạn sẽ không tìm thấy một số thông tin mang tính thực tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Vì thế, với mong muốn giúp các bạn có thêm một góc nhìn thực tế về thị trường ngành nghề tâm lý học tại Việt Nam, qua video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơ hội việc làm của ngành nghề này qua bài viết của tác giả Hà Thi. Lưu ý, những quan sát của tác giả trong bài viết là cho thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cùng tham khảo nhé! Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người cho môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của Nhà Nhẹ nhá. Tham vấn trị liệu tâm lý. Đây là công việc mà rất nhiều bạn mong muốn được làm khi học ngành tâm lý. Tuy nhiên, để làm công việc này thì đòi hỏi bạn cần có bằng thạc sĩ, dù tất nhiên vẫn có những ngoại lệ và được giám sát chuyên môn một số giờ nhất định. Hiện nay thì luật pháp Việt Nam chưa có quy định, tuy nhiên đây được ngầm xem là một tiêu chuẩn chung cho các nhà thực hành. Thông thường, một nhà tham vấn trị liệu tâm lý sẽ chuyên về một tiếp cận nào đó, ví dụ như liệu pháp nhận thức hành vi CBT, trị liệu hệ thống gia đình, trị liệu phân tâm. Thế nên, ngoài tấm bằng thạc sĩ, họ cũng cần học thêm các chứng chỉ, khóa học nâng cao về những tiếp cận này. Với một sinh viên mới tốt nghiệp cử nhân chọn theo hướng tham vấn trị liệu tâm lý, họ thường sẽ có những lựa chọn như sau. 1. Tham vấn học đường, School Counseling. Một số trường sẽ chỉ yêu cầu bạn có bằng cử nhân và một số kinh nghiệm khác liên quan được tích lũy trong lúc là sinh viên như giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh, trợ giảng lớp học. Nếu đủ may mắn, bạn sẽ có giám sát chuyên môn ở trường và công việc đảm nhận là tham vấn như bạn mong muốn. Lưu ý rằng trọng tâm làm việc thường sẽ là trợ lý tâm lý ban đầu, tham vấn về hướng nghiệp, khó khăn học tập. Nếu khó khăn tâm lý cần được can thiệp nhiều hơn, nhà trường thường sẽ chuyển gửi học sinh qua các trung tâm, bệnh viện để hỗ trợ. Quản lý điều phối ca, Case Manager. Để một tiến trình tham vấn, trị liệu diễn ra hiệu quả, luôn cần có một người ở giữa để đứng ra tiếp nhận thông tin, sắp xếp lịch hẹn, đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức. Đây là công việc kết nối giữa thân chủ, khách hàng và nhà tham vấn, trị liệu tâm lý. Và công việc này cực kỳ phù hợp với cử nhân tâm lý mới ra trường, giúp bạn hình dung được một tiến trình chung về ngách tham vấn, trị liệu tâm lý. Tham vấn trị liệu cho cá nhân, gia đình, cặp đôi. Cử nhân mới ra trường thông thường sẽ phải cần thêm thời gian học để có giám sát và tấm bằng thạc sĩ gần như là bắt buộc. Như mình nói ở trên, việc xác định bản thân muốn làm với đối tượng thân chủ như thế nào, tiếp cận nào là rất quan trọng để bạn đầu tư học sâu hơn, chọn người giám sát phù hợp hơn. Các môi trường làm việc có thể là các trung tâm tâm lý của tư nhân, của trường đại học, bệnh viện, cộng tác với các app hỗ trợ sức khỏe tinh thần làm cho các dự án cộng đồng. Tổng cộng, số năm một người bỏ ra đến khi có thể làm chuyên viên tham vấn trị liệu tâm lý một cách độc lập, thông thường khoảng từ 6 cho đến 7 năm. Tham vấn trị liệu tâm lý là một hướng rất hay nhưng cần đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Tiền bạc ấy là để học thạc sĩ, lấy các thể loại chứng chỉ và tài chính cần vững vàng vì thời gian đầu làm nghề thường là thực hành không lương hoặc lương thấp. Đây là hướng đi cần đầu tư để đi đường dài. Chưa kể quá trình làm việc cần tiếp xúc trực tiếp với thân chủ nên đòi hỏi bạn cần phải tự chăm sóc bản thân và trắc ẩn rất tốt để không rơi vào trạng thái kiệt sức, burnout hay cạn kiệt lòng trắc ẩn. Đó là lý do nhiều bạn chọn ngành tâm lý học vì muốn trở thành nhà tham vấn tâm lý, nhưng sau khi tốt nghiệp chỉ một số ít sinh viên đi được con đường này cho tới cùng. 2. Giảng dạy. Sau khi học tâm lý học và yêu thích việc giảng dạy, bạn có thể lựa chọn trở thành 1. Là giáo viên dạy kỹ năng. Giáo viên kỹ năng sống, giáo dục cảm xúc là một trong những công việc được đăng tuyển dụng nhiều nhất trong các group, trang tuyển dụng về việc làm ngành tâm lý. Công việc này chủ yếu là với học sinh, thế nên sẽ đòi hỏi sự yêu mến trẻ, kỹ năng quản lý, lớp học, truyền đạt.
Khi là sinh viên tâm lý học, bạn đã có thể ứng tuyển cho các công việc này để có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm. Thứ hai là giảng viên ngành tâm lý học. Hiện nay, các trường đại học đều yêu cầu giảng viên ngành tâm lý học cần có ít nhất bằng thạc sĩ và ưu tiên du học từ nước ngoài. Tất nhiên, giảng viên không chỉ làm công việc giảng dạy mà còn các công việc khác như là nghiên cứu, hành chính, tùy trường đại học mà mức độ phân bổ sẽ khác nhau. Nếu bạn chỉ thích giảng dạy, bạn có thể trở thành giảng viên thỉnh giảng. Bạn cũng không nhất thiết chỉ có thể dạy cho sinh viên ngành tâm lý học. Có rất nhiều ngành trong khối kinh tế, y dược, xã hội có học phần tâm lý học và bạn có thể thỉnh giảng ở những lớp đó. Thứ ba là can thiệp cho trẻ em đặc biệt. Trong các nhóm, trang tuyển dụng, đây là công việc có nhu cầu nhiều top đầu. Bạn sẽ làm can thiệp cho các trẻ có rối loạn như trẻ tự kỷ, rối loạn tăng động, giảm chú ý, chậm nói. Tuy nhiên, bạn cũng phải cạnh tranh với các bạn từ các ngành khác như là giáo dục đặc biệt, công tác xã hội. Theo quan sát của mình, công việc này có nhu cầu càng ngày càng tăng nếu bạn có vốn tiếng Anh đủ tốt để làm với các gia đình từ nước ngoài hoặc định cư tại Việt Nam, có chứng chỉ riêng về can thiệp, thu nhập của bạn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, lưu ý rằng trước khi can thiệp, trẻ cần được đánh giá xem liệu trẻ có rối loạn phát triển gì không, đang ở mức độ nào. Việc đánh giá thường được làm ở các bệnh viện như Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2. Đây là các bệnh viện lấy ví dụ thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nên khi học tâm lý, bạn cũng có thể ứng tuyển trở thành các chuyên viên đánh giá tâm lý tại các bệnh viện có khoa nhi như trên. Hạn chế là số lượng tuyển dụng vị trí này theo mình thấy thì không nhiều. Thứ tư, nghiên cứu về tâm lý học. Trong môi trường học thuật tại Việt Nam, nghiên cứu là một phần công việc của giảng viên. Theo mình biết thì có rất ít các trường, viện nghiên cứu có suất riêng cho nghiên cứu viên về tâm lý học full time. Ví dụ ngoại lệ là trường đại học RMIT. Tương tự như các ngành khác, bạn cũng cần chọn một ngách để đi sâu nghiên cứu. Bạn có thể tham khảo thêm trên các nhóm như Vietnamese Humanities and Social Science Association, vietphd.org trên Facebook để hình dung rõ hơn về công việc nghiên cứu. Nếu làm nghiên cứu trong môi trường ngoài học thuật thì chỉ có các doanh nghiệp đa quốc gia, chủ yếu là doanh nghiệp về nghiên cứu thị trường hoặc doanh nghiệp rất lớn có quan tâm đến dữ liệu về con người. Các tổ chức phi chính phủ và dự án về sức khỏe tinh thần cho trẻ em, thanh thiếu niên cần tuyển thêm nghiên cứu viên về tâm lý học. Thứ năm là nhân sự. Khi học xong cử nhân tâm lý học, bạn đã có nền tảng tương đối tốt trong việc làm việc với con người. Rất nhiều công ty cởi mở trong việc lựa chọn ứng viên phòng nhân sự có bằng tâm lý học hoặc các khối ngành xã hội khác. Tất nhiên, so với một ứng viên học đúng chuyên ngành từ nhân sự, ứng viên từ ngành tâm lý học có thể sẽ bị thiếu các kiến thức, kỹ năng liên quan đến tuyển dụng, lương thưởng và phúc lợi. Tuy nhiên, nếu được làm việc tại các phòng ban như phòng đào tạo phát triển L&D hay phòng nhân sự đối tác kinh doanh HRBP, ứng viên từ ngành tâm lý học có thể ứng dụng rất tốt các kiến thức về tâm lý nói chung và các kỹ năng như nghiên cứu, làm dự án được đào tạo trong quá trình học. 6. Các công việc khác. Ngoài một số công việc phổ biến trên, bạn có thể làm các công việc khác như làm chuyên viên dự án, phân tích dữ liệu, nhân viên hỗ trợ học sinh, sinh viên, UI, UX từ nền tảng được đào tạo từ tâm lý học. Tất nhiên, để làm những công việc trái ngành như vậy đòi hỏi bạn cần xây dựng các kỹ năng liên quan trong quá trình học. Bạn có thể tham khảo group dưới đây để tìm hiểu thêm về các công việc tâm lý học đang được tuyển. Ví dụ, group việc làm ngành tâm lý học hay group Psychology Jobs and Opportunities. Nhìn chung, ngành tâm lý học ở Việt Nam còn khá mới, không có nhiều công việc đúng ngành cho sinh viên mới ra trường. Đúng ngành ở đây tạm hiểu là học tâm lý học để làm tham vấn, trị liệu tâm lý. Tuy nhiên, theo quan sát của cá nhân mình, nếu như bỏ hai chữ đúng ngành và cân nhắc một chút là liệu điều này có đúng, có quan trọng với bạn không, thì thị trường làm việc cho những bạn tốt nghiệp tâm lý học thực sự rất đa dạng và nhiều tiềm năng, đặc biệt là khi bạn có bộ kỹ năng nhiều và đủ cứng, có vốn tiếng Anh tốt. Rất nhiều người mình biết, họ không chỉ có làm một công việc kể trên mà còn có thể làm nhiều công việc khác một lúc. Ví dụ như họ vừa đi giảng dạy về tâm lý học, vừa làm tham vấn tâm lý, thỉnh thoảng lại đi viết bài, dịch sách. Điều này là rất phổ biến đối với những người làm trong ngành tâm lý học. Tất nhiên, mình không phủ nhận nhiều sinh viên tâm lý ra trường cảm thấy chênh vênh và nhận mức lương ban đầu thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường. Trong khi ngành tâm lý học cần một sự đầu tư đáng kể về thời gian, công sức và tiền bạc trong một thời gian dài. Thị trường việc làm cũng chỉ phổ biến ở các thành phố lớn, ở tỉnh thực sự rất hiếm. Vậy nên bạn cũng cân nhắc đầy đủ những điều này, quản lý kỳ vọng, chuẩn bị tốt và thực sự chủ động trên hành trình nghề nghiệp của mình. Nếu bạn và gia đình có quá nhiều áp lực kinh tế, bạn có thể hoàn toàn theo học các lớp tâm lý học văn bằng 2 trong tương lai. Hy vọng những chia sẻ trên giúp ích cho các bạn phần nào nếu bạn đang chuẩn bị chọn học tâm lý học hoặc đang là sinh viên.
Lưu ý là những quan sát của mình chỉ áp dụng cho thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng những năm sau ngành tâm lý học sẽ còn phát triển hơn và thị trường sẽ có nhiều cơ hội hơn cho chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận bên dưới về lĩnh vực tâm lý học nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace!